Một cái kỹ thuật mà chúng ta không bao giờ quên, đó chính là kỹ thuật tắm âm dương. Hay còn gọi là tắm nóng lạnh, luân phiên, xen kẽ. Tức là mọi người đã ai ở đây áp dụng cái phương pháp tắm nóng lạnh, xen kẽ chưa? Có rồi nha. Mọi người phát biểu cái cảm tưởng khi tắm. Mà tắm như thế nào? Cho tôi biết cách tắm. Tắm đầu tiên là người già nó khác, đầu tiên là mở ra nước cho nó lạnh lạnh từ từ sang nó ấm. Tắm tắm một hồi coi như sau dưới nó sạch sẽ xong rồi bắt đầu quay cái giò vô nó lạnh từ từ xong nó lạnh hơn một chút xíu nữa. Rồi. Xong xuôi rồi bắt đầu từ từ lại ra. Tất cả mọi cái đều từ từ cho nó ấm. Thế xong sao nữa? Cái đợt cuối cùng là trước khi mà tại vì tôi đau tập tĩnh mạch chân cho nên cái cuối cùng là tôi mở nước lạnh hết thì là lạnh. Mà chị làm mấy nóng mấy lạnh? Khoảng 2 nóng 2 lạnh. À, tôi giải thích tắm âm dương nhé. Tắm âm dương vì sao gọi là âm dương? Chúng ta sẽ tắm 3 nóng và 3 lạnh. Trong cái triết học phương Đông thì số 1 là số dương, số 2 là số âm. Do đó số 3 là số âm dương, là một cái con số trời đất. Do đó người ta sắc thuốc, người ta mới cho 3 lát gừng. Cái gì người ta cũng 3. Số 3 ở đây nó ý nghĩa là như vậy đấy, trong cái thuyết dọc phương Đông ha. Rồi, nên là cái số 3 chính là số âm dương nha. Vì thế người ta mới gọi là tắm âm dương. Vì vậy nên là sẽ là 3 nóng và 3 lạnh. Vì sao lại là nóng rồi lại lạnh? Khi mà chúng ta chưa quen thì mọi người nhớ dùng tôi là chúng ta phải làm hết sức là từ từ. Từ từ tức là chúng ta không nên làm nóng nhiệt độ của nước ngay, mà chúng ta sẽ ấm dần từ cái nhiệt độ của cơ thể. Sau đó chúng ta nâng dần. Cơ thể chúng ta lúc này nó sẽ điều hòa nhiệt và nó sẽ giúp chúng ta là đáp ứng dần dần, thích ứng dần với cái nhiệt độ tăng. Và khi nhiệt độ tăng đến lúc mà nó nóng hết mức mà chúng ta có thể chịu đựng được thì chúng ta lại giữ ở cái mức nóng đấy một chút. Rồi sau đó chúng ta bắt đầu làm mát dần. Và đến khi nào mà mát nhất mà cơ thể chúng ta có thể chịu đựng được. Nhưng mà lúc này thường thì bằng cái nước mà nhiệt độ vòi ấy. Vì sao? Bởi vì là cơ thể chúng ta nó có cái điều hòa nhiệt, nó thích ứng được dần dần. Còn nếu mà chúng ta làm nóng ngay thì nó sẽ gây phỏng, mà lạnh ngay thì chúng ta co lại, chúng ta run. Nhưng mà nếu mà cứ nâng dần và hạ dần thì chúng ta cảm thấy rất là bình thường. Rồi sau đó thì đấy là xong một lần, đúng không ạ? Một lần nóng lạnh, rồi chúng ta lại nâng nóng lên từ từ, rồi lại hạ xuống lạnh từ từ, rồi lại nâng nóng lên từ từ và hạ nhiệt độ xuống lạnh từ từ. Vậy là 3 lần và nóng và lạnh. Mình ngâm cũng được, mình vòi hoa sen cũng được. Mình ở quê mình không có cái vòi thì mình lại sẽ lấy 3 cái chậu. Một cái chậu nước thật là nóng, một cái chậu nước lạnh, rồi một cái chậu nữa ở giữa để chúng ta pha. Chúng ta sẽ pha, đúng không? Chúng ta sẽ pha nước và chúng ta tắm. Miễn làm sao mọi người tắm 3 nóng và 3 lạnh. Thì kinh nghiệm của các cái nước mà những cái nước văn minh họ có một cái cách là tắm nóng lạnh như thế này này. Họ không có ứng dụng 3 nóng 3 lạnh như mình, nhưng mà họ cũng ứng dụng cái phương pháp nóng lạnh. Tức là họ vào cái sông hơi hoặc là tắm spin bath đó. Thì họ tắm xong nóng thật là nóng, ra đầy mồ hôi, sau đó họ nhảy ào ra cái hồ jacuzzi ấy, hồ lạnh ấy, thậm chí bây giờ nó còn có massage nữa đó. Thế nhưng mà họ phải quen dần thì họ mới làm được chuyện đó. Chúng ta chưa quen thì chúng ta sẽ làm nâng từ từ, hạ từ từ, nâng từ từ và hạ từ từ. Thì vì sao tắm nóng lạnh lại tốt? Vì sao tắm âm dương lại tốt? Nó nằm ở cái chỗ này. Khi chúng ta làm nóng cái cơ thể chúng ta bằng nước nóng thì lúc này mao mạch ngoại vi, toàn bộ cơ thể làn da chúng ta mao mạch ngoại vi giãn nở hết. Và khi mao mạch ngoại vi giãn nở thì hồng cầu, máu sẽ từ bên trong sẽ điền đầy các cái mao mạch ngoại vi. Mọi người hình dung không? Và nó điền đầy, sau đó thì chúng ta làm lạnh xuống thì mao mạch ngoại vi nó co lại. Máu đâu có đi đâu? Máu đổ vào đâu? Đổ về nội tạng. Nó sẽ chạy vào trong nội tạng. Rồi chúng ta lại làm nóng ngoại vi thì máu nó lại chạy ra ngoại vi. Và làm lạnh nó lại co mạch, nó lại chạy vào trong nội tạng. Và khi chúng ta làm nóng lạnh luân phiên xen kẽ như thế thì cái dòng máu đã được làm nóng đó nó đi vào nội tạng, nó sẽ làm giãn nở các cái mao mạch trong nội tạng. Và từ đó nó làm giúp cho hồng cầu đi qua được,
và tế bào có được oxy, có được dưỡng chất và đào thải được độc tố cũng như là carbonic, thì lúc này tế bào được phục hồi. Vì thế đây chính là một cái cơ chế làm sạch dòng máu của chúng ta, làm sạch mạch máu và làm sạch các tế bào trong nội tạng cũng như là ngoại vi. Nếu chúng ta thường xuyên tắm âm dương nóng lạnh xen kẽ như vậy thì chúng ta sẽ trẻ hóa lại tế bào, chúng ta phục hồi lại cơ quan, chúng ta phục hồi lại các tế bào. Và chúng ta sẽ, mà đặc biệt là mọi người lưu ý là như thế này, luôn luôn kết thúc ở lạnh, luôn luôn bao giờ cũng kết thúc ở lạnh. Ngay trong đông y người ta cũng luôn luôn không có muốn là bị giãn nở mao mạch, đúng không? Người ta nói là có sợ bị hở lỗ chân lông, rồi tà khí nhập, rồi gió độc vân vân. Thì bản thân ở trong cái lý thuyết về y mao mạch cũng vậy, chúng ta cũng sẽ không có để cho cái mao mạch nó ở bên ngoài nó bị giãn nở. Thứ nhất là nếu mà cái sức nóng ấy, nó sẽ làm collagen của chúng ta nó không có được đàn hồi tốt, rồi dễ bị xề, dễ bị nhăn, dễ bị khô ra. Do đó mà luôn luôn phải kết thúc ở lạnh. Đặc biệt trong cái kỹ thuật làm đẹp, chị em phụ nữ lưu ý không bao giờ được sử dụng nhiệt độ nóng thường xuyên. Có nghĩa là như sau, tức là như thế này: chúng ta nấu bếp mà chúng ta phừng phừng, lúc ấy trông rất là xinh, nhưng mà cứ tiếp xúc với nhiệt độ lâu ngày thì chúng ta sẽ bị khô da, chúng ta bị nhăn, chúng ta bị chảy xệ, mà chúng ta đâu có biết, nó đâu có ngay lập tức nó thấy được, mà một thời gian sau. Do đó chúng ta nhớ là sau khi nấu bếp xong, chị em phụ nữ nhớ vào tấp nước lạnh lên mặt nha. Và khi hàng ngày chúng ta rửa mặt, chúng ta cũng lưu ý đừng rửa mặt nước nóng mà rửa mặt gì nước mát. Còn nếu mọi người muốn mà nó sạch lỗ chân lông, nó sạch được nhờn, sạch được dầu, sạch được bụi á, thì mọi người làm nóng lần đầu thôi. Sau đó, sau khi mà nó nóng, nó giãn nở mao mạch ra rồi, lỗ chân lông nó mở ra và chúng ta lấy bông nhẹ nhàng, chúng ta làm vệ sinh xong á, thì ngay lập tức chúng ta phải vỗ nước lạnh lên mặt. Bao giờ cũng phải là lạnh. Chị em phụ nữ là khắc tinh của tuổi trẻ chính là cái nhiệt độ nóng. Vì thế nên là chúng ta nhớ là phải cân bằng, nhớ là cân đối giữa cái thao tác rửa mặt ấy. Đã làm nóng là buộc phải kết thúc bằng lạnh. Thì đó là cái kỹ thuật tắm âm dương, rửa mặt thì là như vậy. Và bây giờ những cái phần gọi là làm tiêu mỡ, giảm béo, thì đây là cái kỹ thuật. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn cái kỹ thuật đó. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.